Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Một tuần đã trôi qua rồi và tối hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tuần này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe khách mời của chúng ta, nhân vật chính của câu chuyện lên tiếng mọi người nha. Chào em. Dạ, chào chị. Lại là một cái yêu cầu đến từ các bạn là thôi em không có đối diện với ống kính. Cho nên hiện giờ thì khán giả của chương trình không có thấy được mặt của các bạn. Và thưa khán giả, một bạn thanh niên cũng còn trẻ thôi đến với chương trình. Em năm nay là bao nhiêu tuổi? Dạ, em đã 30 rồi. 30. Vì sao em đề nghị là cho em được né ống kính? Bởi vì trong câu chuyện của em sẽ đề cập đến mẹ của em nhiều hơn. Em không muốn là để mẹ em biết được là em tâm sự kể ra những cái chuyện mà em đã từng trải qua ở nhà. Tại vì mối quan hệ của hai mẹ con thì tới giờ nó vẫn chưa có được giải quyết được rõ. Đến thời điểm này? Dạ. Điều này có nghĩa là chị cùng với khán giả hoàn toàn có khả năng dự đoán được rằng chúng tôi sắp được nghe một câu chuyện không vui. Dạ. Thế thì bây giờ giấu mặt rồi thì vẫn phải đặt tên để dễ nói chuyện với nhau. Giờ bây giờ gọi em là cái gì đây? Em tên là Thanh Nguyên. Em muốn bắt đầu câu chuyện của mình từ cái thời điểm nào trong cuộc đời? Em muốn bắt đầu câu chuyện là từ cái thời điểm mà em còn nhỏ. Từ khi còn nhỏ em cảm giác như mẹ em là dành tình yêu thương cho em trai nhiều hơn. Tính tình của hai anh em thì bắt đầu không có hợp nhau hay cãi nhau. Còn mẹ em thì từ khi em lên cấp 1 và cấp 2 bắt đầu mẹ em là bắt em là phải học cái này cái kia theo ý của mẹ, không được quyền chọn lựa. Nếu như em muốn chọn cái gì anh mẹ bắt bỏ hết, chỉ được học theo ý của mẹ thôi. Và mẹ nói rằng thì còn nhỏ thì nên nghe theo người lớn là tốt. Vậy thì vì sao những cái nguyện vọng của mình lúc đấy ba không phải là cái người mà mình đề nghị? Tại vì ở nhà thì con có lẽ mẹ của em thì vốn là giáo viên, về sau thì bà thành hiệu trưởng, nên mẹ em là có được cái kiểu giống như là sắp xếp cho kế hoạch và đưa ra cho mọi người làm. Ba em thì tính tình hiền là hiền, ba em khá hiền với lại cũng dễ tính, nên ba em cũng nghe theo mẹ, những gì mẹ đưa ra thì ba cứ làm theo. Có nghĩa là thực ra thì ba sẽ không quyết định được cho mình. Ba không quyết định được. Cho nên là ba cũng kêu là hỏi ý kiến mẹ đi. Vậy thì cụ thể những cái nguyện vọng nào của em trong cái thời điểm đó mà em thấy là em cứ đưa ra thì mẹ cũng không có chấp nhận? Thời điểm đó thì thời cấp 2, cấp 3 thì em giống như là em muốn có mua máy tính bàn thôi. Thời đó chưa có laptop nhiều như bây giờ. Mẹ cũng không có cho, bảo rằng là mua cái đó nó không cần thiết. Em cũng muốn có điện thoại, kiểu như điện thoại bình thường để nghe gọi cho gia đình lúc cần thôi. Nhưng mẹ cũng không cần, cấp 2 thì không cần xài cái thứ đó. Nhưng mà đến lượt em trai của em khi mà nó muốn cái gì thì mẹ sẽ sẵn sàng mua cho hết. Từ cái laptop hay là máy tính bảng hay là điện thoại, mẹ em sẵn sàng bỏ tiền ra mua cho. Còn em thì mình để dành tiền thì mình có, thì mình để dành được mình sẽ mua sao, tự mình xài. Vậy thì em trai của mình, cái lý do mà mẹ đáp ứng gần như trọn vẹn, theo như lời em nói là gần như trọn vẹn những cái nguyện vọng của em trai, thì cái lý do mà mẹ giải thích về sự đáp ứng đó là gì? Mẹ giải thích rằng là em con thì nhỏ tuổi hơn, nó cần phải có sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ nhiều hơn. Nó nhỏ thì nó thích cái gì thì mẹ sẽ mua cho nó. Em trai thì thường xuyên là theo mẹ. Lúc đó là em còn nhớ là em đã ngủ riêng rồi, nhưng mà em trai em vẫn còn ngủ chung với mẹ cho đến cấp 2 luôn. Hai mẹ con thì kiểu như là tâm sự đi chơi với nhau nhiều hơn, có lẽ là hợp tính nhau, thành ra là em của em muốn gì là mẹ em sẵn sàng cho hết. Những cái điều mà mình đã từng được nghe mẹ nói với mình, ở đây mình không bàn chuyện đúng sai nha, nhưng mà những có thể là những lần đó là những lần mẹ giận dữ, thậm chí chị không biết có hay không, nhưng mà nếu như có là thậm chí là có những cái lần mà mẹ sử dụng đòn roi luôn đi. Dạ có. Ngoài học tập thì những cái hạng mục sau đây nó có nằm trong cái sự hài lòng của mẹ về em hay không? Ví dụ một, nếp sinh hoạt. Ví dụ như là lao động ở việc nhà, vệ sinh nhà cửa, thậm chí là vệ sinh thân thể của em, rồi ăn uống của em, có bị rầy không? Tại thời điểm đó vẫn có, giống như là cái cách ăn, cách ngủ
hay là cách giữ gìn vệ sinh thân thể. Nói chung mẹ em rất là kỹ tính. Ngược lại em trai của mình có bị rầy đó không? Em trai lại ít bị hơn. Lý do là em trai của em nó lại khôn ngoan và nó biết cách để nói chuyện, cho nên hả ít bị mẹ em la hay hơn. Tức là nó không có cái sự kiện gì để mẹ phải nhìn vô đó mà mẹ có nội dung để mẹ rầy nó. Nó biết cách để nói chuyện. Cái chuyện nó biết cách để nói chuyện hay không không biết, nhưng rõ ràng mẹ không có chất liệu để mẹ rầy nó cái chuyện đó. Và liên quan đến cái cách nó biết nói chuyện giống như em nói nè, đó là khi mà mẹ giận lên, mẹ giận lên hoặc mẹ nói một cái gì đó thì cái thái độ mà mình đáp ứng lại với mẹ nó có là vấn đề để tạo ra cái cơn bực bội cho mẹ không? Thái độ ở đây không có nghĩa là em hổn đâu, mà là một là cái vẻ mặt của mình dành cho mẹ nó có là một cái vẻ mặt, dĩ nhiên là em không có ý hổn, nhưng mà có thể cái sự bực bội của mình, cái sự buồn tủi của mình nó đã bộc lộ ra để rồi mẹ dùng những cái cụm từ giống như nói tới là quạo, hoặc là nói tới là cái mặt chầm dòm, nói tới là cái mặt như vậy, hoặc là đôi khi mình cũng có làm bèm, có không? Em thấy thì không, tại vì em sợ mẹ em, khi mà mẹ nói giận em cũng không dám nhìn thẳng vô mẹ. Rồi em làm gì? Em im. Thì im lặng, rồi xong ba em cũng sẽ nói đỡ. Nói chung là khi mà mẹ nổi giận thì ba cũng sẽ nói đỡ cho mình. Và gần như là em im. Và cái im đó của em đã được mẹ em định nghĩa là lầm lầm lì lì. Đúng rồi chị. Trong khi em của em nó có thể sẽ có sự lý giải liên tục. Đúng liên rồi. Tục liên tục. Nó biết cách để nói và lý giải. Và mẹ em sẽ định nghĩa cái sự lý giải liên tục đó là nó biết cách giải thích. Dạ. Nó làm cho mẹ em hiểu được vấn đề, trong khi em là cái đứa lầm lầm lì lì, nói không biết nghe. Mẹ có cảm thấy hạnh phúc trong cái thời điểm sinh em ra không? Chuyện này thì nói chung là em chỉ nghe từ bà ngoại kể lại thôi. Trước khi mà lấy ba thì mẹ đã từng quen một người ở Hà Nội là một công an. Nhưng bà ngoại em thì không thích người ở miền Nam này sẽ lấy miền Bắc, tại vì nghĩ là mẹ em sẽ đi ra ngoài đó. Cho nên bà ngoại em ngăn cản và yêu cầu mẹ em là phải chia tay để chọn cho mẹ em một người ở miền Nam là ba em. Thì em nghĩ là ba mẹ mới lấy nhau một năm thì em đã ra đời rồi, thì có thể là cái tình cảm nó chưa gọi là sâu, tình cảm của ba mẹ chưa có sâu. Mà em lại khuôn mặt em là rất là giống ba, ai cũng nói là em sinh ra lại y như ba vậy. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì 4 năm sau thì mẹ em sinh em trai. Nhưng mà em trai em lại giống mẹ như đúc. Lại cao nữa. Hỏi là sau cái giai đoạn lớp 8, lớp 9, sau khi học xong lên cấp 3 rồi đó, là em muốn đi vô ngành là báo chí truyền thông của Đại học Nhân Văn. Nhưng mà lúc này thì mẹ em lại không cho, mẹ em bắt là phải theo cái ngành giáo dục của mẹ. Mà lúc này em đã có hiểu biết, em nghĩ là mình hợp với cái việc mà các ngành nghề như là tổ chức sự kiện hay là tuyên truyền hay báo chí, đó là nghề mà em thích. Mà mẹ em vẫn tự đăng ký cái trường cho em thi và yêu cầu là em chỉ có việc học và thi vô thôi, chứ không có cần phải tìm hiểu chi những cái trường khác, cứ đăng ký vào sư phạm và thi là được rồi. Em lúc đó là giống như là em cũng nói với mẹ là con không thích đi dạy, bởi vì tính của con nó không có dạng, cũng không phải là dạng có thể nói cho người ta nghe theo. Con nghĩ là con không hợp với lại làm giáo viên. Vậy mình đã biết mình không có dạng gì, tại sao mình lại nghĩ mình làm truyền thông? Có lẽ là tại vì em thích về mấy môn nghệ thuật, em thích về điện ảnh, thích về âm nhạc. Cái chuyện đúng sai như thế nào lát nữa mình tính sau. Dạ. Chị cũng không có phủ nhận cảm xúc của em đâu. Nhưng đôi khi mình bày lại từng chặng trong cuộc đời của mình á. Mình cũng phải làm một cái chuyện đó là mình phải bày sự việc ra một cách khách quan. Dạ. Khách quan cho mình và cả khách quan cho những người có liên quan, tức là cho mẹ nữa. Có thể mẹ đã rất là lạm quyền, chị đồng ý. Mẹ không có hiểu cảm xúc của em, chị đồng ý. Mẹ nghĩ cho cái phần của mẹ. Và dĩ nhiên người ta sẽ luôn thấy người ta đúng. Và tại sao mẹ thấy mẹ đúng, đó là vấn đề đó. Dạ. Là tại vì em đã làm cho mẹ thấy mẹ đúng. Dạ. Ví dụ, em nói mẹ con nhát lắm, con không có làm giáo dục được đâu, con không có đi dạy được. Cái em nói con muốn học truyền thông, em thấy vấn đề không? Dạ. Nghĩa là chính em không thể thuyết phục được mẹ em để tin em được. Rồi bây giờ em nói là mẹ không có hiểu em, mẹ không có tôn trọng em, hoặc là mẹ không có nghe em, hoặc là mẹ gọi là mẹ không có cảm thấy là cần phải yêu thương em gì gì đó. Nhưng mà bây giờ khi mà mẹ nói chuyện với em thì thái độ của em gọi đó là sợ mẹ, nhưng cái biểu cảm em dành cho mẹ là sự im lặng và lầm lầm lì lì.
Thì bây giờ em nói chuyện với một người đi mà người ta cho em một cái thái độ là không muốn kết nối. Em điên chứ? Đúng rồi. Mà khi em điên thì em làm gì? Tao nói gì mày nghe đó đi. Và đặc biệt tao đang là ai? Tao đang là mẹ nữa đó. Thì thôi đừng có bàn cái gì hết trơn á. Ở đây chị không có bênh vực mẹ. Thì đó là cái mà mình cần phải thấy lại là tại sao mẹ như vậy. Và chị vẫn không phủ nhận là đúng, cảm xúc của em nó đúng. Vì mẹ đã, mẹ cường quyền quá. Nhưng tại sao mẹ cường quyền? Thì đôi khi cái biểu hiện của mình nó cũng đã thúc đẩy cái sự cường quyền của mẹ. Nói ví dụ như ngay trong chuyện chọn nghề. Tự nhiên mẹ con nhát lắm, con không có học sư phạm được đâu, con muốn học truyền thông. Ủa ngang ngược vậy con, gì kỳ vậy? Thành ra mẹ đâu có tin em được đâu. Rồi sao? Thì sau khi tốt nghiệp ra thì mẹ nộp hồ sơ cho em vô trong trường học làm luôn. Là trường của mẹ là trường cấp 3 hay là trường... Trường cấp 2. Trường cấp 2. Ừ, ở Tân Tạo. Có nghĩa là một lần nữa mình lại được xếp đặt cái công việc. Dạ. Lúc đó em đi làm, em có vui không? Thật sự là em không hề vui khi mà làm ở đó. Vào trong giai đoạn làm đầu tiên là em cảm thấy chán. Thế thì khi mà mình tốt nghiệp 4 năm cử nhân. Dạ. Thì thời điểm đó là ông em của mình, ổng vô đại học. Chuẩn bị vô đại học. Thế thì cái việc ổng vô đại học là ổng được học cái trường theo sở nguyện của ổng hay là mẹ xếp đặt cho ổng? À, em của em nó thích về ngân hàng. Làm ngân hàng là coi như là nó chọn trường và nó đi học luôn. Lúc đó em có chạnh lòng không? Từ lúc mà ở trong nhà em với em cãi nhau rất là nhiều. Không hợp tính. Mà em trai em á thì nó có vẻ rất là hổn. Nó chưa bao giờ mà có sự coi trọng anh trai hết. Thế thì lớn lên thì sao? Lớn lên á thì... sau đó thì hai anh em cũng không có nói chuyện nhiều nữa. Em cũng thấy là sống ở nhà thì em cũng thấy không có hòa thuận được với em trai với mẹ. Cho nên sau khi mà tốt nghiệp xong á, ra trường đi làm có tiền rồi á, thì em quyết định là dọn ra ngoài sống. Mẹ cho không? Tức là mẹ không cho. Rồi sao? Rồi đoạn này có gây cấn nè. Sau đó em cũng nói với mẹ là em không muốn làm ở trường học nữa. Tại vì lúc đó là em còn công việc khác nữa, là em làm online trên mạng. Thời đó thì YouTube đó nó phát triển mạnh lắm. YouTube phát triển rất là mạnh. Thời đó là coi như là chạy quảng cáo, đăng quảng cáo là kiếm tiền được nhiều. Mà do em đã từng học công nghệ thông tin rồi. Nên thành ra là công việc đó nó cũng dễ dàng với em. Em thích đăng phim, đăng nhạc hay nọ, chạy quảng cáo để kiếm tiền. Cho nên lúc đó em quyết định là ra ngoài sống. Thì là mẹ tiền tuyệt đối không cho và cũng không cho được quê phép là nghỉ công việc ở trường. Do mẹ xin vô cho nên phải làm, chứ bỏ ngang như vậy thì ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ lắm. Em đấu tranh và em nói là em muốn nộp vào trường Nhân Văn học Nhân Văn 2, ngành báo chí. Đó. Và còn tiền học thì em tự lo được. Đó. Và cũng may mắn là ba của em lúc đó cũng lên tiếng. Ba nói là nó không có hợp với cái nghề giáo dục được. Ép nó làm như vậy thì không có hiệu quả. Sớm muộn gì nó cũng rời bỏ công việc đó thôi. Nếu mà bây giờ nó tự kiếm tiền được, tự lo cuộc sống được thì nên để cho nó tự chọn con đường mà nó muốn. Thì mẹ em cũng giận lắm. Kiểu như mẹ em cũng không muốn. Nhưng mà thời điểm đó ba em bị mắc bệnh ung thư 2017. Cho nên thành ra là khi ba mở miệng ra xin thì có vẻ mẹ cũng chiều theo ý của ba, mẹ cũng không muốn cãi. Mẹ cũng đồng ý là cho em tự do em ra học vô trong Nhân Văn và cũng tự cho em ra ngoài sống. Em đang ở một mình. Em đã ra ngoài là từ 2017 tới giờ rồi. Là 7 năm rồi. 7 năm. Ba em có cũng... thường về nhà không? Lúc ba bị bệnh thì em cũng thường về thường xuyên chăm. Nhưng mà sau đó 2018 là ba mất rồi. Lúc đó là coi như là quan hệ của em với mẹ rất là căng thẳng. Mẹ thì do cũng buồn vì ba mất, rồi thêm nữa là do anh em cũng nghỉ việc, em không nghe lời. Cho nên mẹ ra quan hệ, mẹ cảm giác như là giận, cũng không muốn nhìn em này nọ. Nên quan hệ lúc đó rất là căng thẳng. Có khi là một năm em chỉ về nhà có vài lần thôi. Rồi hiện nay thì sao? Hiện nay thì mẹ với em trai thì vẫn sống với nhau. Nhưng mà mẹ với em đổi luôn cả ổ khóa, với là rồi nếu như em muốn về thì em phải gọi cho mẹ trước. Chừng nào mẹ có nhà thì mới được về. Hiện nay thì bao lâu em về nhà một lần? Hiện nay thì mỗi lần mà có đám hay là
mẹ mở miệng ra kêu giống như là có liên quan đến cái việc mà ký giấy tờ ở phường hay là gì đó, nói chung là có liên quan đến với nội hay cái gì đó cần em về ký thì mẹ sẽ kêu, thì em mới về, hoặc là đám giỗ hay là đám gì đó thì em về. Tết thì có về không? Tết thì vẫn về, nhưng mà Tết thì về thì mẹ chỉ nói là ngồi chơi một chút, ăn uống thì đi, nhưng mà lát nữa xong rồi thì tranh thủ về sớm, tại lát nữa em trai nó đi chơi về nó thấy là không có kiểu như là nó thấy thì nó không vui. Điều đó có nghĩa là em với em trai của em hiện nay cũng không đối diện được với không. Nhau. Hai anh em lần nói chuyện gần đây nhất là bao giờ? Nếu em nghĩ là 2016, là trước cả khi ra ngoài, khi ra ngoài là không bao giờ còn nói chuyện nữa. Và im lặng cho tới bây giờ. Và sau đó là kiểu như là không có nói chuyện mà cũng không có một cái gì mà gọi là hỏi thăm hay là gì nữa nhau hết. Là coi như là xem như là gặp nhau cũng chỉ liếc nhìn và làm ngơ vậy thôi. Hai anh em chắc chắn phải gặp nhau trong đám tang của ba chứ? Có, nhưng mà cũng vậy, cũng không nói câu nào hết. Cũng chỉ việc ai thì người đó làm, rồi chỉ cần nhìn nhau gì đó, rồi thôi không hề nói chuyện. Trước khi mà ba mất thì em có kịp gặp ba không? Có. Ba mất thì ba có nói gì với em trước khi ba đi? Có, ba đi thì ba nói với em là ba cũng lo cho em sau này, không biết em là sau này sẽ sống thế nào. Tại vì công việc nó cũng lên xuống thất thường, mình có thể phất lên lúc này thì tương lai mình cũng thể đi xuống, không biết được chứ tương lai. Nên ba bảo rằng là đất đai ở dưới nội là phần của ba đó, ba để lại cho con hết. Nếu như sau này con muốn thì tới nhà đó xây nhà ở, còn không thì con cứ bán đi, lấy tiền đó bỏ ngân hàng để lo cho cuộc sống sau này. Coi như là như vậy thì ba sẽ yên tâm hơn. Ba chỉ nói với em như vậy, rồi sau đó ba cũng mất rồi. Thế là đó là một cái di chúc miệng? Dạ, chỉ là miệng thôi. Mà di chúc miệng thì nó không có giá trị pháp lý nữa. Rồi sao? Sau khi bóp rồi em thì vẫn tiếp tục công việc. Nhưng mà thời điểm sau nó dịch xuống rồi khó khăn rất là nhiều. Em cũng nói với mẹ là bây giờ cuộc sống nó đang khó khăn, mẹ có thể giúp cho con được không? Tại con cũng muốn có vốn để con làm việc kinh doanh này nọ. Nhưng mà mẹ em kiên quyết là không. Tại vì khi đã ra ngoài sống mình phải tự lo cho bản thân hết, không có được quyền là xin cái gì ở đây. Thì em mới nói là ba có hứa với con là để cho con phần cho con để con lo cho sau này. Thì mẹ em bảo là đó chỉ là miệng thôi, không có pháp lý, nên thành ra là mẹ không có để cho con được, giải quyết cho con được. Rồi đến lúc mà thời kỳ dịch bệnh đó là em cũng bị nhiễm bệnh luôn. Và thời điểm đó em cũng sợ, xung quanh em thì người ta mất nhiều, em sợ lắm. Em sợ là mình cũng sẽ đi không vượt qua được. Những lúc đó thì em lại muốn là mẹ em giúp em, ít nhất là cũng đến để coi em như thế nào. Thì em gọi về nhà thì mẹ em bảo rằng là em trai em đang bị bệnh, đang đưa vào bệnh viện, mẹ phải lo cho em, cho nên con tự lo bản thân đi. Mẹ phải lo cho em, cho nên con tự lo bản thân đi. Con tự liên hệ với lại bên phường y tế để họ tới đưa con đi, chứ mẹ không có thể mà đưa thuốc cho con hay là giúp con được. Tại vì mẹ bây giờ đang lo cho em con trước. Lúc đó em nghĩ là chắc là lúc đó là mình cảm thấy tuyệt vọng và sợ nhất. Sợ là mình không vượt qua được và cũng không có ai lo. Cái câu nói của mẹ lúc đó nó tổn thương mình nhiều lắm đúng không? Rất tổn thương. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì em vượt qua được. Sau khi mà dịch hết rồi thì em bắt đầu đi làm lại. Và cũng may mắn là em lại có thể làm đúng với cái sở thích của mình. Và lúc này thì quan hệ giữa mẹ con, mẹ quan hệ của em với em trai thì nói chung là nó không có còn như là người thân người nhà nữa rồi. Kiểu như nó đã giống như là chỉ là người ngoài thôi. Nhưng mà em vẫn cảm giác là mẹ em vẫn thương em, vẫn có quan tâm. Kiểu như là khi em về thì bà cũng hỏi em là có ăn cơm không, có thiếu gì không thì bà cho. Kiểu như là đồ ăn gạo hay là gì, có thiếu không, có cần không thì mẹ sẽ cho. Nhưng mà con cái là có vẻ như mẹ em hơi sợ em trai, kiểu như là sợ đưa cho em cái này cái kia bị em phát hiện, cho nên lúc nào cũng giấu, kiểu như là làm cái nén lút chứ không có dám công khai. Thế thì cái khối tài sản của ba với mẹ thì hiện đợi giờ được tuyên bố như thế nào? Sau đó thì em có hỏi mẹ sau khi mà hồi năm ngoái
thì mẹ bảo rằng là nó đã rơi vô cái quy hoạch của nhà nước rồi, mà phần đất của ba lại nằm ở trong khoảng đó, nên giá trị của nó không còn cao như trước nữa. Rồi mẹ hỏi em là nếu như muốn thì mẹ giao lại cho em, mẹ cũng không có muốn giữ làm gì. Nhưng mà em hỏi là còn phần của còn nhà với lại nhà ở hiện tại của ba mẹ với lại dãy nhà trọ đây thì sao, thì mẹ nói cái đó để lại cho em trai hết. Thì quan điểm của em sao? Cái chuyện về tiền bạc á, nó em cũng đã từng kiếm được nhiều tiền và cũng từng mất đi, nên em cảm thấy tiền bạc nó không phải là thứ tồn tại vĩnh viễn được. Và cũng vì là lúc kiếm được lúc mất đi, cho nên lúc này em đang kiếm được hoặc lúc này em đang cảm thấy là ổn, nhưng ai biết được mai mốt nó đang như thế nào. Và đặc biệt một điều là mọi người đang rất là coi thường cái tính pháp lý trong những cái quyền lợi mà pháp luật người ta quy định. Trời ơi, quốc hội người ta làm việc, người ta làm việc bạc đầu ra để người ta xây dựng hết cái hành lang pháp lý này đến với bộ luật nọ, mà mọi người suốt ngày mọi người cứ tuyên bố miệng không à. Còn nếu như em nói là thôi em không quan tâm thì phải là không quan tâm thật luôn ấy, là quên cái chuyện đó lên, là quên hẳn luôn, là quên luôn á, là quên đến mức mà sau này em có thêm một người bạn đời nữa thì cái người bạn đời đó của em không có tơ hào luôn tới cái câu chuyện quyền thừa kế của em. Rồi tới khi em có con của em nó cũng không có tơ hào tới quyền thừa kế của em luôn. Để nó biết rằng là ba của nó có được quyền thừa kế trong cái khối tài sản của ông nội để lại thì mới là cái câu chuyện thực sự dứt điểm. Chứ không là vẫn mệt. Còn đúng rồi, nó vẫn còn lơ lửng, nó còn... Chứ không thì nó phải đâu ra đó rõ ràng. Trời đất ơi, mình có luật mà trời. Luật rất rõ ràng, nếu như cái khối tài sản đó đứng tên ba mẹ em, bây giờ em với em của em là hàng thừa kế số 1 trong cái khối tài sản của ba mẹ em mà, thì cứ theo luật mà tính thôi chứ có cái gì đâu mà nhức đầu á đấy. Trời đất ơi. Thì thôi chị chỉ nói vậy thôi, tại chương trình của mình nó không có tư vấn pháp luật cho nên chị không có nói nhiều. Em nghĩ cái đó sẽ là về tương lai sau này. Cái khó tính là tình cảm nè, thì lúc này mới tính tới câu chuyện là thôi tùy. Cái tùy ở đây là tùy tâm mà. Còn cái tài ở đây là cộng được mà. Đúng không? Mét vuông tính được. Tiền bao nhiêu ngàn, bao nhiêu đô, vàng bao nhiêu chỉ, bao nhiêu lượng tính được, tâm mới tính không được. Tâm mới tính không được cho nên thôi nè, quay lại chuyện này, mẹ con mà, em đâu có chọn được. Dạ đúng rồi. Bỏ qua được bao nhiêu thì bỏ qua. Bởi vì nếu như em hỏi chị là mẹ em có thương em hay không, em nghĩ là có. Đúng, chị trả lời với em là có. Nhưng sao bà kỳ vậy? Thì tại bà có vấn đề của đúng bà. Rồi. Có nhiều vấn đề em không biết được em vấn đề của bà có thể là một cuộc hôn nhân không như ý. Dạ. Có thể là trầm cảm sau sinh. Dạ. Có thể là những cái kỳ vọng trên một cái đứa con mà bằng cái sự nhạy cảm của một người mẹ, bà lo lắng về sự không xuất sắc của em. Dạ. Cho nên chuyện gì của em bà cũng phải tính. Nhưng em của em nó lại thể hiện được những cái biểu hiện về một cái sự xuất sắc nhất. Dạ. Định nên bà thôi, nó tính được, chiều theo nó đi. Vì nó tính được, bà thương nó theo kiểu đây là cái thằng tính được, muốn tính gì tính. Cái vô tình em nhận ra là sao thằng này nó sướng quá, muốn diễn được. Em hiểu ý chị không? Thì nó cũng dở nữa, có nghĩa là trên đứa em của em á, nó cũng sẽ dở theo cái kiểu là cuối cùng thành ra một cái thằng bé mà nó thao túng ngược lại mẹ. Đúng. Và giống như em tả giờ có vẻ như mẹ không hơi sợ nó nữa. Còn em á thì em lại bị cảm nhận theo kiểu là mình không có được tính gì hết trơn. Nhưng tâm thế của mẹ em là cái tâm thế mẹ cũng khổ dữ lắm. Mẹ không tính cho con, mẹ không có yên tâm, không có dọn ra ở riêng gì hết trơn á. Làm công ăn lương. Tại vì cái nết này nè là đi ra ngoài là lỡ phất phơ. Dễ hư hỏng rồi nọ, nghe lại bạn sao. Bởi vì bằng cái sự lo lắng của một người mẹ, mẹ em chỉ muốn em an toàn thôi. Nhưng mà với em thì đó là sự trói buộc. Cái em không có hạnh phúc. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là thương nhưng sai cách. Và cái sai đó rất không may nó lại đến từ một cái tình thương quá lớn theo kiểu tôi chỉ muốn con tôi an toàn thôi mà. Thì đó là nỗi khổ của mẹ em. Thì cái sự tùy tâm mà hồi nãy chị nói đó, bao dung ở đây không phải là vì mình rộng lượng quá mức, mà mình hãy nhìn cái nỗi khổ của bà để mình bao dung. Và tại sao phải bao dung?
Tại vì đâu còn nhiều thời gian với nhau nữa. Dù gì cũng là một người một nhà, tình cảm vẫn là mẹ con. Là giống như ba đó. Bây giờ ví dụ em có muốn làm gì cho ba nữa thì cũng đâu có được. Thì cũng đến một cái lúc nào đó chúng ta cũng có thể chỉ ngồi chặt lưỡi hít thà. Ừ, phải chi làm gì đó cho mẹ ha. Thì có thể lúc đó làm cũng không được, đúng không? Thì thôi, hơn thua chi. Ở sớm á, hoặc là những người quen á, hay gọi mẹ em là cái gì? Cô. Cô. Dạ. Ví dụ nãy giờ có một ai đó coi cái chương trình này và người ta nhận ra là em. Cái người ta bắt đầu chia sẻ cái chương trình này qua cho mẹ em và người ta nói cô hình như là con trai của cô nè cô. Và nãy giờ mẹ em bắt đầu đang coi chương trình này, giả định là mẹ đang coi tới đoạn này. Em sẽ muốn nói gì nhất với mẹ? Thì cũng mong là cuộc sống về sau của mẹ cũng thoải mái. Mẹ có thể làm những gì mà mẹ thích. Đừng có suy nghĩ nhiều, cũng đừng có lao nhiều công việc nhiều nữa. Tận hưởng cuộc sống cho tuổi già, nghỉ ngơi và tận hưởng nó. Có muốn rủ mẹ đi đâu không? Này, nói chung là dính tới em trai em cũng ngán lắm. Kiểu như là dễ xảy ra gây lộn. Em cũng sợ cái đó thôi. Chị chỉ nhắc em một chuyện trước khi chúng ta chia tay thôi. Ngay cả cái việc mà mình thể hiện một cái tình yêu đơn thuần với cái người sinh ra mình, mà mình còn không dám thể hiện, mình còn sợ cường hào ác bá, thì làm sao mẹ tin mình được? Hết. Yeah. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì em sẽ có cách để kết nối lại với mẹ. Và trước khi kết nối với mẹ thì kết nối lại với chính mình. Biết mình cần gì, biết mình thiếu gì, biết mình phải thực hiện cái gì để mình tin mình và người khác tin mình ha. Cảm ơn Nguyên. Yeah, cảm ơn chị. Nói chung là nói chuyện với chị em hiểu ra rất là nhiều vấn đề. Về các mối quan hệ của mẹ con em cũng hiểu ra được rất nhiều. Ai cũng có chuyện. Và không phải chỉ là chuyện của ai đó, mà có vẻ là chuyện của tất cả chúng ta. Chuyện của một gia đình, nhưng sẽ có rất nhiều gia đình cảm thấy đâu đó lại là chuyện của mình. Mối quan hệ cha mẹ và con cái, những cái tình thương rất là phổ biến, rồi cũng là những cái sai lầm rất là phổ biến. Đôi khi chúng ta ngỡ là chúng ta tận lực rồi, nhưng cái sự tận lực đó đôi khi nó không có trùng khớp với cái tâm nguyện của đối phương. Nó lại tạo nên những cái vết thương, nó lại tạo nên những cái khúc mắc, rồi nó mang theo cả đời hiểu lầm. Và những cái vết thương càng ngày càng sâu, trở thành những cái khoảng cách mà đôi khi không có bù đắp kịp. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ dùng chất liệu trong cái cộng đồng của mình để xây dựng một cái cuộc sống hạnh phúc ở nhiều khía cạnh: gia đình, hôn nhân, nuôi dạy con cái, đồng nghiệp, trải nghiệm công việc, vân vân. Và hôm nay là một câu chuyện gia đình như thế, 30 năm, không phải là một khoảng thời gian ngắn. Tâm nguyện của một người mẹ, chậm rãi lại một tí để xem ba mẹ của mình đang phải đối diện với những cái lo âu như thế nào nhé. Còn bây giờ thì chúng ta phải đi ngủ thôi. Hết thời lượng của chương trình rồi. Và chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với Ai Cũng Có Chuyện. Alo, alo. Dạ, em nghe chị ơi. Rồi, chào em. Dạ. Rồi, bây giờ mời em chia sẻ về bản thân chị ha. Đầu tiên, họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình. Dạ, em tên Lê Hòa, Lê Hòa. Sinh năm. Sinh năm ngày 20 tháng 2, 1995 ạ. Ừ, rồi công việc dạ. Của mình là gì? Dạ, công nhân ạ. À. Công nhân ở đâu em? Em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở khu công nghiệp Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương ạ. Ừ, bên sản xuất giày dép hay là cái gì? Dạ, phụ kiện của ô tô ạ. Gì em? Chị nghe chưa rõ. Nhưng sản xuất phụ kiện ô tô á. À, rồi làm lâu chưa? Dạ, em làm được 1 năm ạ. 1 năm rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Dạ, thì điểm mạnh thì nói nhiều mối quan hệ hòa đồng hòa bác. Điểm yếu thì ngại tiếp xúc với mọi người tí vậy ạ. Ừ. Rồi. Được bao nhiêu mối tình rồi em? Sao mà chia tay? Dạ có 2 mối tình kiểu như nó cũng gì
Sao? Dạ Quen được bao lâu? Gì mà khó nói vậy? nó có nói gì, nói chung là quen mấy tháng mà không có đi sâu lắm. Dạ Không đi sâu lắm hả? Làm sao? Ý em là chưa có làm ăn gì được hả? dạ đúng rồi chị. Sao vậy? Thì do em không làm ăn người ta mới chia tay đó chứ gì? Dạ, tại gần đi lính nơi có quen bạn học chung có trường đó không có xài tội cho nên liên là không liên lạc bạn nó đi học á. Nên là bạn ấy quen người khác rồi khi ra quân đi làm ở trong Bình Dương này được năm có quen bạn nhưng mà bạn đó không chịu cho nên là cũng thôi luôn. Rồi, bây giờ công nhân ở đó bộ không có hay sao? Ở trên Bình Dương là nhiều lắm chứ. Vậy cũng có tán sơ sơ mà nhưng chơi vé mà cũng thấy không ra sao vậy. Rồi bây giờ thích tìm mẫu người như thế nào? Dạ, nhỏ nhỏ đi nhon thôi hay cười vui vui được rồi. Gì nữa? Rồi Chị quê quán tuổi tác thì sao? dạ quê quán thì ở Phú Yên thôi, ở cùng quê. Quê miền Trung á hả? Dạ Rồi. tuổi thì nhỏ hơn 1 tuổi. Thích người nhỏ hơn 1 tuổi hay là sao? Tuổi trở xuống không lớn à. Rồi. Rồi ok, còn yêu cầu gì nữa không em? Dạ không chị ạ. Rồi. Rồi được. Em có ca hát gì được không? Dạ không chị. Ok rồi, được rồi. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại cho mình nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, xin chào anh nha. Dạ chào chị. Rồi, ở đây là biên tập của chương trình thôi, chứ không có ai ở ngoài hết á. Cho nên là mình cứ chia sẻ câu chuyện của mình một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng giùm bên em nha. Để tụi em xem. Rồi, có gì nếu mà được chọn thì mình cũng sẽ lên để mình chia sẻ lại. Nên cần anh cởi mở một tí xíu ha. Rồi, bây giờ xin mời anh đầu tiên anh giới thiệu giùm em về họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Dạ em tên là Lê Trương Cung. Em 39 tuổi, em hiện đang sống và làm việc tại Bình Định. Anh làm công việc gì? Dạ em buôn bán đồ ăn sáng tại Sáng tại nhà. Nhìn là mình nấu luôn hay sao ạ? Dạ mình Dạ nấu mình luôn nấu à. luôn à. Món gì vậy anh? Dạ món Dạ bánh món căn bánh à canh chị. à chị. Bánh gì? Bánh căn hả? Dạ. Rồi món ở trong này là hot dữ lắm nè. Dạ. Vậy là cái quán anh là anh mở lâu chưa? Dạ khoảng 2 năm rồi chị. Rồi là mình làm chủ luôn đúng không? Mình nấu rồi mình bán luôn. Dạ đúng Dạ rồi đúng ạ. rồi ạ. Rồi, mình anh đang ở Bình Định hả? Dạ em Dạ đang ở em Bình đang ở Định. Bình Định. Rồi anh sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm Sinh năm 1984 rồi. 1984 ạ. Rồi bây giờ anh đã từng kết hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Lý do làm sao vậy? 84 là cũng lớn lớn rồi nè. Dạ Dạ do trước do đây trước là đây cũng là có cũng một có thời một gian thời làm gian việc làm ở việc Đà ở Nẵng Đà và Sài Nẵng và Sài Gòn, Gòn lo công lo ăn công việc ăn việc làm làm nên nên không không có có tìm tìm hiểu hiểu ai hết. ai hết Thì qua thời qua gian thời vậy gian vậy nó nó lớn tuổi lớn dần tuổi lớn dần tuổi dần nên nên cũng cũng ngại đi ngại tán đi tỉnh tán tỉnh các bạn các gái. bạn gái. Rồi vì ngại tán bạn gái vậy trời, nghĩa là mình vẫn thích con gái đúng không, Dạ nhưng mà vẫn thích chưa bình vẫn thích thường bình ạ. thường ạ. mà không có động lực tán hả? Dạ đúng Dạ đúng rồi. rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ thì mình ở với ai? Rồi mình dự Dạ định ở là dạ ở dạ với ở mẹ, với mẹ, nhà chỉ nhà còn chỉ có còn hai có mẹ hai con mẹ à. con à. Rồi bây giờ anh thích tìm người như thế nào ạ? Anh mô tả chi tiết ha. Dạ một Dạ người một người phụ nữ phụ của gia nữ của đình gia đình hiền lành hiền lành tốt bụng, tốt bụng. Tuổi tác làm sao? tuổi từ Tuổi từ 25 tới 25 tới 35 tuổi 35 à. tuổi à. Rồi bây giờ 25 tới 35 thì hơi lớn nè, nếu mà lỡ người ta ly hôn rồi được không? Dạ được Dạ ạ. được ạ. Sao trả lời lẹ làng vậy nè, suy nghĩ kỹ không nè, là suy Dạ nghĩ là người ta ly hôn mà người ta đang nuôi đứa con đi, được chưa không? ạ, Rồi nuôi chưa đứa ạ, luôn đứa con. nuôi đứa Nuôi đứa con này con nữa này thì nữa thì cũng cũng được được nhưng mà nhưng hơi mà hơi kẹt. kẹt.
Kẹt gì mẹ anh cho không? Dạ mẹ cho. Mẹ mẹ cho là với người là ly hôn. Dạ. Dạ. Rồi có con là mẹ anh không chịu hay là anh không chịu? Dạ là, em không chịu. Sao vậy? Nếu mà cô đó cũng là người của gia đình rất là ok luôn á thì có chịu không? Dạ chịu. Dạ chịu. Cũng dễ ha. Gì cũng chịu vậy. Rồi bây giờ cái quê quán, tại vì mình cũng có cái điều kiện đang ở Bình Định nè, rồi cô đó ở đâu giờ phải theo mình đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Chứ đó mình cũng có khó chỗ này nữa. Rồi, nhưng mà cái thu nhập của mình về cái quán thì có ổn không ạ? Dạ, thu nhập khoảng 300 tới 500 một ngày. Cũng đủ sống rồi chị. À. Rồi, mẹ mình lớn tuổi chưa anh? Dạ, 66 tuổi rồi. Dạ. Có hối gì không hay yêu cầu của mẹ anh sao? Dạ, mẹ thì không có yêu cầu gì hết, chỉ cần con dâu là hiền lành hiếu thảo là được ạ. Ừ. Rồi ok. Anh mình có ca hát gì được không anh ơi? Dạ em thì cũng biết ca hát nhưng mà em lên chương trình em ngại, em không nhắm ca chị. Thôi vậy về mình tập đi mình ca chứ có gì đâu. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Về tập ha. Nhưng mà thường anh có ít nói không vậy? Dạ không, em nói chuyện bình thường à. Rồi bán buôn rồi mình có nói nhiều không? Dạ cũng mời khách đồ bình thường đâu chứ. Mời anh mời sao đâu, thường anh mời sao vậy? Dạ chào chị, mời chị ăn bánh canh của em à. Bánh canh cũng ngon lắm chị. Chị ăn thử một tô đi ạ. Ờ, bánh căn, ví dụ giờ tôi là khách du lịch hay gì đó, mình tới mình thấy cái quán mình hỏi thử rồi, ủa mà bánh căn anh làm là nó là gì trong đó hay sao anh, nó làm sao để nói cho ngon tôi ăn coi. Dạ bánh căn em làm từ bột nguyên chất, nước em nấu từ nước cá ngừ tươi. Dạ anh chị có thể thử ăn 10.000 15.000 ăn thử. Nếu ngon thì ăn tiếp nữa, còn không thì em xin hẹn anh chị lại lần khác ạ. Nếu ngon á thì ăn tiếp, còn không ngon thì trả tiền rồi đi về giùm tôi đúng không? Chứ tưởng đâu mà không ngon thì em không lấy tiền. Ok. Rồi anh có chuẩn bị gì cho cái việc mình kết hôn chưa? Bây giờ khoảng bao lâu nữa mình lấy vợ được? Dạ khoảng 6 tháng tới 1 năm là được. Mẹ em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Mẹ anh chuẩn bị gì anh? Dạ, nhà cửa đồ sửa sang lại. À. Rồi vàng vòng gì có tặng đồ đồ chưa? Chuẩn bị đồ chưa? Dạ có rồi. Là mẹ anh chuẩn bị hay anh? Dạ mẹ. Này mình hỏi đây đây ekip chương trình không mà là mình đã chuẩn bị được khoảng nhiêu rồi anh? Cái việc chuẩn bị đó là của mẹ hứa rồi chứ còn em thì cũng không biết rõ về số lượng hả chị. Trời ơi. Nhưng bản thân mình thì có chuẩn bị không? Rồi nói vậy rủi mẹ không có chuẩn bị rồi sao? Dạ có chứ ạ, mẹ nói là có chứ ạ. Trời ơi, cứ trông mong vô mẹ, có nghe lời mẹ lắm không đây? Dạ chắc là nghe lời em là người con hiếu thảo. Trời ơi, vậy là nghe lời tuyệt đối luôn hả? Dạ không phải tuyệt đối, nhưng mà cái nào đúng rồi nghe rồi hay sai thì nói lại thôi ạ. Vậy bây giờ anh dắt cô gái về mà đôi mẹ không biết nhìn thấy cái gì không thích mà mẹ nói không nhỏ này không được, mẹ không chịu rồi sao? Thì em mới thuyết phục chứ. Trời ơi, căng vậy. Là mình dạ có đâu, một luôn dạ hay đâu. Sao anh? Dạ em có dạ hai đứa em gái kết hôn ở Đà Nẵng hết rồi chị. Ừ, dạ rồi. Rồi ok anh. Nếu được chọn thì chương trình mà mình sẽ vào Sài Gòn mình quay hình được đúng không? Dạ, khoảng 3-4 tháng mới được chị. Em có công việc mới ở Đà Nẵng khoảng 4 tháng rồi chị. Ủa là mình định làm gì ngoài đó hả? Dạ nhà bà gì xây nhà, nói em ra coi dùng vật liệu xây dựng đồ hả chị? Ừ, rồi cái quán mình dẹp hả? Dạ quán thì mẹ bán ít lại. Ừ. Dạ. Rồi. Rồi coi như phải 3-4 tháng nữa xong cái nhà đó anh mới đi được. Dạ đúng rồi ạ. Rồi ok. Rồi để nốt lại đây rồi ghi lại đây ha. Nếu mà lúc đó là còn nhu cầu thì bên mình thì anh có gì anh nhắn lại cho chương trình cái nha. Dạ nhắn theo cái group đây sao chị? Nói chung là bây giờ bên mình cũng sẽ ghi nhận lại cái này. Có gì bên mình sẽ gọi 3-4 tháng nữa. Dạ 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 cảm ơn chị nhiều. Rồi cảm ơn anh. Rồi chào anh ạ. Dạ phần cái xong rồi đó.
Mày tắt đi coi bây. Rồi hello Thành ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình gồm họ tên, tuổi, rồi công việc quê quán cũng như là nơi ở hiện tại của mình ha. Dạ, em tên Ngô Trí Thành, sinh năm 1990. Hiện tại thì em đang ở Cần Thơ, quê quán của em thì em là gốc Nghệ An. Rồi Thành đang làm công việc gì ở Cần Thơ? Dạ, em đang làm thợ luyện kim ạ. Quê là Nghệ An nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ hay là em mới vào Cần Thơ? Dạ, em lớn lên ở Cần Thơ, em sinh ra ở miền Trung lắm. Là dạ, từ nhỏ là gia đình vào Cần Thơ sinh sống đúng không? Dạ đúng rồi, em vào từ năm 2000. Từ năm 2000 đến nay là hơn 20 năm rồi. Đúng rồi. Rồi, nãy em nói là đang làm gì, thợ luyện kim hả? Thợ luyện kim ạ. Luyện kim là sắt vàng vàng bạc ấy hả? Dạ, tức là em nấu sắt thép về sắt thép phế phẩm á. Em nấu lại thành thép xây dựng á. Nói là đứng nấu à? Dạ đúng rồi. Nóng không? Làm công việc này lâu chưa? Em làm được 2 năm rồi. Nói chung thì có máy móc nó làm hết. Chủ yếu mình đứng ở xa thôi. Mình vận hành. Ok. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thành? Em cũng điểm yếu hả? Chứ hình như là em cảm thấy mình chưa có trải nghiệm nhiều về tình cảm á. Với nên em cảm thấy chuyện tình cảm của em mà sau có nhiều trải nghiệm nó khá lận đận. Mấy mối tình này mà lận đận? Em 3 mối tình chị ơi. Mấy 3 hả? Dạ. Rồi 3 mối tình rồi sao lận đận sao, kể chị nghe xem nào. Thì mối tình đầu tiên thì lúc đó thì em quen bạn gái, thì lúc đó cô ấy 17 tuổi rồi. Ba mẹ thấy chưa đủ 18 không cho cưới vậy, còn đường ai nấy đi thì cũng thôi bỏ qua. Lúc em bao nhiêu tuổi? Lúc đấy là em hình như em mới 22 tuổi. Thế sau mối tình thứ hai thì nói chung là em bị tai nạn á. Rồi tụi em quen nhau cũng được 6 tháng. Em bị tai nạn mà lúc đó là em bị đứt dây thần kinh trụ tay á, rồi bác sĩ nói em tự hồi phục lại được. Mà lúc em ở bệnh viện thì bạn gái với mẹ của bạn gái tới bệnh viện thăm em, rồi không có nói chia tay. Cũng đau. Nói bác sĩ nói là khả năng không hồi phục được hả? Không, nói chung là bác sĩ nói cái kiểu là nói là bị đứt rũi hết trơn rồi. Em nghe vậy thôi, nhưng mà thật ra cái kết quả thì nó không có như vậy. Em hồi phải lâu rồi, em đi làm mấy năm nay rồi. Là đứt gân hả? Không, đứt dây thần kinh trụ chị ơi. Đứt dây thần kinh trụ rồi, cái tay đấy em nó sao chị xem nào, cho chị xem được không? À, bị vậy gì? Dạ, thì sẽ nó hơi lớn. Nhưng mà tức là trái gió trở trời thì nó mới đau thôi đúng không? Còn bình thường thì nó không có đau đúng không? Không, nó đâu có đau gì đâu, bình thường chứ có gì đâu. Điều là có những cái mà nặng quá thì cái sức bền nó không bằng lúc trước nữa thôi, chứ nó dấu hiệu đau thì trái gió trở trời. Tức là mẹ bạn gái đến thăm mình nghe thế vậy là chia tay em trong bệnh viện luôn. Dạ đúng rồi. Em suy sụp mất bao lâu? Thì em cũng suy sụp mất khoảng 6 hay 7 tháng gì đó. Đến lúc mà em cảm thấy tay em khôi phục được khoảng 1 năm là em rời xa gia đình, em đi làm ở Sài Gòn. Sau rồi sau tới đợt Covid đợt 1 á, các em bị Covid, các em về nhà các em kẹt luôn, các em chuyển công tác về Cần Thơ luôn tới giờ. 6 tháng sau là lên gia đình, lên Sài Gòn là để cho khuây khỏa đúng không? Đúng rồi. Rồi dính dịch luôn. Dạ. Rồi. Đấy là mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ ba thì nó cũng nói thiệt là em kể ra thì nó cũng hơi ngang trái. Em không biết là em không theo kịp thời đại hay sao mà em không hiểu được giới trẻ thời nay. Tức là em cũng có làm đám cưới. Em là nữ, sinh năm 2002.
Tức là tụi em biết nhau qua là Mai nha, nhưng nhà bạn nữ á, tức là ở trong xóm em luôn, cách nhau có chừng chục bước chân là qua tới nhà ngoại bạn gái em rồi. Tụi em quen nhau là Mai á, rồi trước đám cưới. Đám cưới rồi à? Dạ đúng rồi, đám cưới rồi. Nhưng mà sau khi đám cưới xong á, về ở với nhau được khoảng hơn tháng. Em nhắc cái chuyện đi đăng ký kết hôn á, cái bạn gái nói với em vậy nè, khỏi đăng ký để mai mốt có gì bỏ cho dễ. Rồi bắt đầu có những cái mâu thuẫn một cách vô cớ nó xảy ra. Hay rồi có những lúc mà em nói thiệt cãi nhau mà ba mẹ em không ở gần á, lúc đó em đang ở chung với ba mẹ mà. Rồi ở chung thì ba mẹ em cũng khuyên quanh mãi bất lực, rồi mẹ em phải lén ghi âm lại những cái cuộc cãi bã vô cớ đó. Cái rồi nhiều lúc em nghe lại em cũng bây giờ em vẫn còn khá đau. Rồi sau thực ra thì nhà em thì có kinh doanh xưởng mộc, rồi em có để nhà trọ luôn. Gái có nói sau nhiều mâu thuẫn vô lý thì bạn gái nói là muốn ra ở riêng. Em cũng khuyên bạn gái là nói bây giờ mình muốn ra ở riêng đúng không, mình ra mình nói chuyện với bạn đàng hoàng một tiếng. Bạn gái nói ba mẹ mày đâu phải ba mẹ tao. Em cũng cắn răng chịu đựng, xong rồi em cũng ôm quần áo với bạn gái đi ra thuê phòng trọ ở 4 tháng ở ngoài. Lúc đấy là làm đám cưới rồi đó hả? Đúng rồi, sau khi làm đám cưới rồi nó như vậy, nó mới ăn ngang trái chứ. Xong sau khi ra nhà trọ ở ngoài thì ở xa gia đình á, 4 tháng trời thì nói chung là vẫn kiếm cớ một cách vô lý. Đỉnh điểm là những lúc mà cãi vã, bạn gái nói với em mà dù là đám cưới là vợ chồng đó, nói với em mà tao mày chưa đăng ký, mày đâu phải chồng tao, cũng có chuyện nào mà nhà trọ rồi em nói thiệt. Em tức em bỏ về nhà thôi chứ không biết làm sao bây giờ nữa. À, tức là bạn gái nhỏ hơn em 12 tuổi mà toàn xưng mày tao thôi hả? Dạ, rồi bạn gái cũng đôi lúc bạn gái cũng nói nghe mấy cái kiểu là tao mày chưa đăng ký đó, mày đâu phải chồng tao này nọ gì đó. Làm như sống thử thôi đúng không? Dạ, tức là em cũng rồi nói quậy cho mày bỏ tao này nọ. Lúc đó thì em hiểu đám cưới xong mà em đâu có giữ tiền bạc làm vàng dòng làm gì. Bạn gái giữ. Rồi cứ như vậy. Vậy là cái cuộc hôn nhân đấy của em là tự, chính thức là kéo dài được mấy tháng? Tụi em từ lúc 6 tháng à. Tức là ở chung với ba mẹ thì xảy ra mâu thuẫn, rồi ra nhà trọ thì cũng tiếp tục mâu thuẫn nữa. Ừ, 6 tháng. Dạ. Mà chưa có con cái gì hết hả? Đúng rồi, chưa có chị ơi. Người ta không chịu đăng ký kết hôn sao có con được. Người ta tính toán được. Rồi, ok. Vậy là cái cuộc tình đấy là cách đây bao lâu rồi? Cách đây là tháng 9 năm ngoái chị ơi. Là mới được có mấy tháng thôi hả? Dạ. Rồi bây giờ tham gia chương trình thì vợ cũ có quậy nữa không? Không chị ơi, người ta có người mới rồi. Có người mới là người yêu hay là lấy chồng rồi? Em cũng không biết, em cũng không biết sao nữa. Em chỉ thấy là người ta có người mới rồi. Em có xuống hồi năm ngoái thì em có xuống gặp bố vợ em để nói chuyện, thì bố vợ em này nói không biết gì hết. Thì em cũng thua, lúc tức là em cũng gặp người lớn để nói chuyện đàng hoàng đó. Nói vậy thì tụi em chấm dứt luôn rồi. Thấy người ta có người mới thì người ta cũng mừng người ta thôi chứ sao vậy. Ok. Rồi, em có năng khiếu tài lẻ gì không? Em thì điểm yếu thì tại em thì có thể ca hát được một chút nè. Nhưng mà vô tính là hát. Mời hát thử một đoạn nghe cho nè. Trời trời, chị làm đột xuất quá, không có tâm trạng mà hát luôn á, đang đột dốc. Thế là tụt dốc, phỏng vấn tham gia chương trình sắp đi kiếm bạn gái mà lại tụt dốc là sao? Không nghĩ ra được, ở trong đầu không nghĩ ra được cái gì để hát luôn á. Bài tủ, nhạc tủ hay hát là thể loại nhạc gì? Nhạc trẻ chị ơi. Rồi nhạc trẻ. Là một bài đại đi nào. Quên nãy giờ đầu óc em lộn xộn quá, từ từ em nhớ ra, em quên lời hết trơn à.
thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm. Tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ cho nhắn tin nhau. Em đã không cần ăn bên cạnh về sau. Ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời săn bóng hôm nay. Quên mà chị ơi. Ừ rồi ok. Thế bây giờ muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào nè? Thì không quá bự con nè, không quá ốm. Nói chung là nếu được một người phụ nữ gia đình thì tốt. Ừ. Em có nhậu nhẹt cờ bạc gì không? Nhậu thì có sương sương, lay gai. Lay gai là bao nhiêu lon thì nghỉ? Em năm lon em đi ngủ mất tiêu rồi, ai làm gì làm gì ơi. Rồi có hút thuốc không? Có chơi bài gì không? Trời ơi, hai cái đó không chị ơi. Không luôn hả? Giống như điểm mạnh á. Ừ. Rồi tiếp nào. Rồi cái gì nữa chị? Mẫu người đó, đang chia sẻ với mẫu người nè. Mẫu người hả? Ừ. Thì bây giờ sau nhiều trải nghiệm em kiếm một người phụ nữ mà không cần quá xuất sắc đâu, nhưng mà người ta cái suy nghĩ của người ta có cái gì thấu đáo một chút, giống như biết trên biết dưới nè, tôn trọng mà em, hoặc còn ai tôi nói chung là em thì quan điểm của em thì ba mẹ nào cũng ba mẹ, thì em nếu như có thể đến với nhau thật thì em tôn trọng như nhau thôi. Đó, còn rồi về tuổi tác ngoại hình thì sao? Ngoại hình mình mấy tuổi thì được, lớn hơn tuổi em được không, rồi ly hôn rồi có con được không? Giống như theo mà tuổi tác hợp tuổi hay gì đó hả chị? Thì em muốn bạn gái lớn hơn em hay nhỏ hơn em hay như thế nào? Nói chung là bạn gái nhỏ hơn em đi, để có cái cảm giác mà muốn bảo vệ chứ. Ừ. Muốn che chở mà ly hôn này có con này rồi được không? Không chị ơi, cái đó khó lắm chị ơi. Thì mình cũng một đời vợ rồi. Ly hôn thì cũng được nhưng mà có con thì không được đâu chị ơi. Ừ. Ly hôn mà chưa có con thì mới được. Dạ, chứ có con là mắc mối lắm chị. Rồi ok. Rồi, cảm ơn Thành ha. Hôm nay Thành dành thời gian tham gia phỏng vấn chương trình. Thì hôm nay nó chỉ là buổi casting lần 1 thôi. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em khi mà mình có đối tượng phù hợp cũng như là được chọn để ghi hình nha. Dạ. Ừ, cảm ơn em nhiều. Chào em. Cảm ơn chị. Ừ. Đúng. Rồi em thoát đi. Rồi. Không thấy gì hết rồi ta. Alo. Dạ, nghe chị. Ở mấy cái hình của chị không thấy á. Ồ vậy hả? Ừ, rồi, do chị. Em đâu thấy hình chị. Rồi ở bên này á, thì ekip của chương trình thôi ha, cho nên là em cũng cứ thoải mái để em chia sẻ giùm chị nha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ đầu tiên em chia sẻ giùm chị cái điểm mạnh, xin lỗi, cái thông tin cá nhân của em trước ha. Họ tên, dạ, công dạ. việc, tuổi tác, quê quán, xong rồi nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của em. Rồi mời em. Dạ, cái hình của chị không có thấy luôn chị, nói bình thường hả? Ừ, đúng rồi, em cứ nói đi. Ừ. Dạ, em tên là Ngô Hữu Duyên, em sinh năm 89, quê em ở Thanh Hóa, em vào Bình Thuận thì sống được khoảng 20 năm rồi, giờ thì em đang ở Bình Thuận. Nghề nghiệp của em thì trồng thanh long mới lại có buôn bán thêm. Ờ, là vào đây mua nhà được chưa em? À, đất thì có nhiều chứ nhà chưa xây, tại vì đang đầu tư dãy. Ừ. Dạ. Em trồng của nó là được bao nhiêu công hay là bao nhiêu hết như thế nào? Một hết mấy á, một hết mốt thì nó khoảng là 11.000 mét vuông á. Ừ. Dữ dội ha, một là em làm cùng với ai không hay là thế là làm với ba mẹ làm phụ còn em làm chính. Rồi ok. Dạ. Yeah. À. Rồi, ủa vậy là ba mẹ cũng vào đây luôn, có dự định về yeah. quê nữa không? Thanh Hóa không? Chưa, nhà ở ngoài Bắc vẫn còn, người Bắc thì vẫn còn ở Sầm Sơn á. Ừ,
Rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của em ha, rồi đường tình duyên của mình. Dạ thì điểm mạnh của em là biết kinh doanh và làm, nói chung là phụ nữ làm được việc gì thì em làm được việc đấy, việc gia đình đều làm được hết. Còn điểm yếu thì điểm yếu hả? Ừ, tật Điểm xấu yếu rồi là đó. tật xấu hả? Chưa, tật xấu thì cũng em cân bằng được nên là cũng không có cái gì xấu lắm, tại vì em không có hút thuốc, không uống rượu, không làm gì được, cái gì em cũng có thể bỏ được, nên mà tật Rồi xấu thì chưa xấu cái ừ, gì cả. có tật gì khác không, ở dơ hay này kia vậy đó. Ở dơ hả? Ở dơ cũng không dơ đâu, em hơi sạch một chút chứ không có dơ đâu. Dạ Ừ, thì chị gợi ý thôi chứ còn tật xấu của em thì sao chị biết được, nhưng mà kiểu như vậy đó. dạ Ừ, ở nhà dạ hoặc là ba mẹ có bao giờ nói mày sao nóng tính quá hay là gì kiểu kiểu vậy đó, mình có À, cái nóng tật gì mình cần thì cũng không có nóng, em bình thường à. Có hoàn tội hảo chứ, là sao hoàn nếu hảo quá mà rồi, sao ế nè, vậy thì sao ế, sao mà không có được bạn gái? ế hả, do em cái công việc của em làm không gặp bạn gái, cũng là em ở quê lâu rồi, hồi trước em làm nữa là không gặp nữa, mới lại do gia đình ấy ở khu này mình là người lạ đấy nên là khó tìm, chắc là ở hiền quá nên cũng khó chị. Ừ, thường thường con gái thấy có một số cô thì cũng nói thấy hiền quá người ta không thích đó, cái này em cũng không biết Rồi. Vậy được bao nhiêu mối tình rồi em? mối tình hả? Mối tình như chưa đâu, chỉ có quen vậy thôi à, cũng mới bạn bè chứ hình như khi chưa có mối tình nào đâu. Chưa có mối nào luôn. À, thế là mình quen hồi trước có nhỏ 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 từ 20 tuổi á thì có người ta yêu, mà lúc đấy em đâu biết gì đâu, người ta thích mình nhiều nhưng lúc đấy chưa có biết lập gia đình gì nên là cũng đâu biết đâu. Ừ. Yeah. Rồi, ok, vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Thì khoảng Ngoại hình cao rồi mét công việc công 50, tác em cao bao nhiêu? em cao mét 70. Ừ. Rồi bạn gái Em cao 1m4 được không? 2m5, 2m7 hay như thế nào? là mét 50 là được rồi. 50 nhìn dễ sinh một chút. Em bạn nào làm thư ký càng tốt, tại vì em đang làm nhà phân phối cái tấm tường 3D, mới lại dự định của em đang làm mấy cái đồ kinh doanh nhá. Mình chế biến nước tương lai là mở cái xưởng chế nước nước Thăng Long á. Nhưng mà giờ chưa làm, đang từ từ mới làm. Một mình Rồi thì rồi làm không bây dễ. giờ cô đó thì tuổi tác sao em? Tuổi thì khoảng kém em 2 tuổi đổ lại được rồi, không thì ngang cũng được, không sao. Rồi lớn hơn được Dạ. không? Ôi lớn hơn chắc không được. Rồi ok em, rồi ba mẹ có yêu cầu gì không? Không, nhà em dễ lắm. Nhà em thì em làm sao cũng được. Nhà em thì lớn rồi, ba mẹ không có, con cái muốn làm gì làm, gia đình mà của mình mà đâu phải của ba mẹ đâu. Rồi ok. Rồi. Nếu ghi hình thì chắc em vào Sài Gòn được đúng không? Được chứ, em đi cho Sài Gòn thì bình thường mà, em lâu lâu em vẫn đi vào đấy mà. Rồi được rồi, cảm ơn em ha. Nếu được chọn Dạ. chương trình liên lạc lại cho mình nha. Rồi, cảm ơn chị nha.